Rồi mời các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn làm cái ghế, đúng không? Đúng đúng không? Cái ghế mà có sử dụng những cái thao tác cơ bản ban đầu. Thì nhắc lại là ở đây có cái file là lớp 1 đúng không? Coi lại là ha. Thì đầu tiên con tạo một cái chân ghế đúng không? Rồi con điều chỉnh rồi đó. Con thao tác rồi cuối cùng vẽ được cái ghế. Thì đây là con về con coi thêm ha, về thầy demo con coi. Thì cả nhà nhìn nè, con coi nè con, bắt đầu nha. Đầu tiên thì lúc giờ cube để vẽ một cái bóc. Thì thầy nhập cái thước như sau, đầu tiên thầy nhập cái này là 40 nha. 40 45 được. 40 được rồi ha, 40 vuông. Hiểu không? Nó độ dày của nó thì cho chừng 3 cm thôi. Thì con thấy là thầy có một cái mặt ghế đúng không? Là có cái thước 40 40 40, nghĩa là nó bằng với cái viên gạch con đang ngồi đó, đúng không? Có hình dung được không? Vậy này gạch 40 nè. Rồi nó dễ hình dung ha. Rồi tiếp tục nha. Bây giờ mục đích là chúng ta tạo ra cái ghế nó có hình dạng đại khái là nó có cái hình dạng giống giống vậy đúng không nè. Thì chúng ta làm như sau, có nhiều cách làm ha. Ở đây thầy sẽ đi làm bốn chân ghế được chưa? Thì thầy làm như sau, đầu tiên thầy lấy chữ C để bẻ gãy cái ghế này, sau đó là chúng ta bẻ cạnh ra như sau. Chúng ta chẻ cạnh bằng cách lít vào lít phải nha. Chúng ta chọn cấp độ là nút đúng không, chọn cấp độ nút đúng chưa? Sau đó chúng ta lít phải lên cái hình này. Nó có cái chức năng gọi là, con tập trung coi nè, gọi là blend cut được chưa? Blend cut nhớ không? Gọi là loop back cut đi ha, loop back cut thì nó hay hơn. Thầy chọn loop back cut nha. Thì khi thầy đưa chuột vào đây đúng không con? Thì con thấy là nó sẽ cho phép mình chẻ một cái cạnh ở chỗ này. Rất hay. Thì mình quay đấy, internet chuột trái quay đúng không? Nãy thì giờ quay rồi nha. Đến đây quay thì con thấy là rõ ràng là mình thấy là nó khả năng nó cũng rất là tốt đúng không con? Hiểu ta? Rồi ở đây thầy sẽ chẻ thêm một miếng nữa, tức là bài này là bài tập chẻ cho nên là con chẻ nhiều càng tốt. Rồi xong, sau khi chẻ xong tới đây thầy chọn cấp độ mặt đúng không? Thầy giữ internet chuột trái qua xuống đây là thầy chọn cấp độ mặt nè đúng không con? Thầy kết thúc cái lệnh này bằng cách quay lại đây. Thầy chọn cấp độ mặt, nhấn shift 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đúng chưa? Hiểu không? Nó cũng mà dữ lắm á, không phải vừa đâu á. Rồi nhìn nè, cái lít phục phải ở ngoài thì con có chữ A chút nãy thầy nói rồi, đúng không? Lít chuột phải, đúng không? Rồi con kéo xuống đúng không? Con kéo xuống đúng không? Tuy nhiên là ở đây thầy chỉ cần gõ vô đây là được, chỉ cần gõ vô đây thì gõ đây là 40. Hiểu không? Thì nó từ đây, nó đâm xuống dưới là 40 cm, biết không? À bình thường mà đúng không? Rồi tuy nhiên bây giờ, tuy nhiên cái bài này cái mục tiêu của mình đó, con phải hiểu là thầy muốn vẽ là một đối tượng cho nên là nó, tại giờ display chọn setting line nha để cho thấy được cái cạnh đúng không? Thầy muốn vẽ một đối tượng cho nên là vẽ như vậy nó hay, còn có vẽ bốn bóc ghép lại thì rất là dở đúng không? Nó nặng đúng không? Này con học ballet mắt biết rồi, nó gọi là cái khái niệm lao polygon, con biết mà phải không? Chắc nhìn mặt nó đơ đơ ra không biết nhỉ? Lao polygon nha con. Rồi con nhìn nè, khổ ghê đó. Bây giờ thầy chọn cái này nè, cái mặt này giữ shift chọn mặt này, bây giờ thầy chút lên nè, nhìn nè, đít phải chọn chữ gì con, chút ta thầy gõ nó đi, thầy cho lên nè đúng không? Đó, kéo lên nè, này thầy gõ nó lên khoảng là 38 này ha, đó con thấy nó lên 38 đẹp không? Hiểu không con? Lớp này thầy nghi quá, không mặt đơ đơ vậy hả? Thầy kéo nó về phía sau xíu đúng không? Rồi, internet chuột trái này xoay nè. Đó, thấy chưa? À, được chưa? Rồi, bây giờ nghe nói nè, bây giờ thì vô đây chọn một cái bốc tiếp theo, được chưa? Thì nhập cái này là, nãy con biết là 40 đúng không? 40, nhưng mà cái chiều này, ta nhập chừng 2-3 cm đi. Kéo lên nè, đúng không? 3, chỗ này 3 luôn. Đấy, kéo nó về phía sau, hiểu không ta?
Rồi. Rồi sau đó là tại mặt ra là lứt chuột giữa một cái, lăn chuột giữa lớn lên đúng không? Sau đó thì dùng công cụ di chuyển lên này, được chưa? Rồi, thì dùng công cụ xoay, xoay nó một cái rất nhẹ nhàng. Quá đẹp. Hay quá. Hay quá thầy ơi. Ok. Anh là nó chuột trái xoay đúng không nè? Xoay, xoay. Rồi, tuy nhiên là thầy sẽ dùng công cụ scale để gịch cho nó bẻ gãy đi ha, để gịch cho nó dễ đúng không? Đứng cấp độ toàn cục này ha, chúng ta gịch nó nhỏ lại một xíu cho nó ôm vô cái ghế đúng không, nhìn nó đẹp. Lít chuột giữa cái để tại mặt này nào chúng ta copy xuống cho nó thẳng hàng, chúng ta mới học thì chúng ta giữ ship chúng ta giữ control, chúng ta kéo xuống đây là copy vậy thôi, hiểu không? Không cần phải nghiên cứu lệnh gì ghê gớm đâu, cho thầy 3-4 cái thôi. Thứ nhất là nó tốn gỗ thứ hai là nó mát cái lưng đúng không? Đó, mình có đang mua đeo á, hiểu không? Mua đeo cái bài số 1 chủ yếu là mình biết thao tác, con hiểu không? Nên cái bài mua đeo cần đơn giản, con đừng có đi vẽ một cái ghế sofa, một cái bếp gì vô đây á, hiểu không con? Tức là mình đi từ cái rất là basic cho lên, hiểu không con? Nó có logic nè, nó có logic, nó có sư phạm, hiểu không? Dạ đó, bây giờ cái ghế là tương đối xong chỗ này. Bây giờ thầy sẽ copy, con phải chịu khó chút xíu là thầy copy nè, con coi nè, nhìn nè. Thầy những control này cứ kéo xuống đây một cái anh đúng không, và thầy xoay cái anh đó cho nó đứng lại ngon lành đàng hoàng đúng không, để cho nó chuẩn á. Con gõ cái này là không độ thì con thấy là nó rất là ngay, thấy chưa? Đây nè, không độ này, thấy chưa? Rất là ngay đó, con phải để ý nha, để biết nha. Rồi tôi để vô đây để con nhìn nè. Thì thầy có một cái đối tượng nó nằm như thế này, nó đâm ngang ở cái ghế nhà rất là chắc cái ghế, thấy không? Rồi nhìn nè, cũng có đối tượng đây thì nhấn control này kéo qua đây được hai đối tượng đúng không con? Và nhấn control kéo xuống đây nữa thì con thấy là cái ghế này nó rất là chắc chắn đúng chưa? Còn có hai cái nữa đúng không con? Phải vẽ đủ nha, lười biếng là không vẽ đủ là thầy trừ điểm á. Nhấn ship chọn hai đối tượng này và bây giờ mình copy như thế nào? Đúng chưa? Phải nhấn control copy trên đây luôn này, chỉ nè. Đưa chuột lên đây, nhấn control kéo đây luôn là thành hai cái nữa, thành bốn cái đúng chưa? Thì lúc này thầy xoay nè, con nhìn ha, thầy xoay là lúc này thầy giữ miếng ship đó, con thấy chưa? Chuẩn hơn ly dựng rồi quá hay thầy ơi. Rồi bây giờ cái ghế này con nghe thầy nói, bây giờ thầy chỉ rút lại luôn mới ghê, được chưa? Rút đối với 4D không phải là chuyện đơn giản nha, con nhìn nè, rê chuột chọn này nha, rê chuột được chưa? Quay lại cấp độ một cái đối tượng bình thường, chọn hết đối tượng này như này đúng không? Đó, hoặc là con rê chuột từ đây là những ship chọn tới đây, con hiểu ý không ta? Đúng chưa nè? Rồi con chọn hết những đối tượng này cũng rút lại thì con nhấn an là nó rê, hoặc là giờ object chọn cho là chức năng tên là group object anonet g là thấy không? Rồi được nhấn trình trên g giống nha, lúc chơi tơ nha, nó lộn nha, đó rút lại rồi thì con thấy nó có một tên một thôi là chỉ gì đâu, nôn. Nếu con lít vô dấu cộng nó bung ra, lít vô đây nó bung ra co lại, hiểu không con? Bây giờ thầy áp chất liệu vô cho con coi luôn, để con nhìn bức tranh tổng quát, mời cả nhà coi nhìn. Bây giờ thầy lên Google, thầy gõ một cái chức năng tên là texture, này con học rồi nha. Texture gì con? Texture gì? Gỗ wood đúng không? Này con học rồi nha. Còn body mask mà con không biết này thôi là thầy không biết nói sao con luôn nha. Vậy thầy lưu cái miếng gỗ lại. Thì trong đây con thích gỗ nào, thầy thích miếng gỗ này chẳng hạn đi ha, lưu lại, sale lại, đúng không con? Lưu hình ảnh, đúng không? Thầy đặt ở desktop nha con. Ở desktop, đúng không? Rồi thầy đặt con cái thư mục new folder, đặt tên là Cinema 4D. Đúng không? Trong đây thầy đặt một cái lab mấy con? Lớp 1, tuy nhiên trong lớp 1 còn có 1, 1, 2 luôn đó nha. Chứ không phải vậy là lấy điểm lớp 1 đâu nha trời. Chương thôi nha, nhìn nè, nhìn thằng cấp chất liệu nè. Nhìn thằng con gái yêu, nhìn con trai yêu, nhìn con đang làm gì vậy, nhìn nè. Giao create, chọn new material. Vậy, con dằn mặt thầy hả gì ta? Dằn mặt thầy hả? Rồi con, giao new material, lít vô đây một cái, đó lên chúng 3D không? Con đúp bullet cho em cái đi cho nó lên một cái bảng cho nó đẹp, phải không? Nhìn nè, sau đó tại đây nó có chữ tích chơi giống không? Con lít vô ba chấm lấy cái gỗ đó vô đó. Đâu rồi, đây nè, vô lớp 1 đúng không? Phải gỗ đây không? Quá hay, nó hỏi copy cái gỗ đó không? Mình không cần nô đi, nó dẫn vô, hiểu không con? Cho nó nhẹ. Rồi bây giờ nhìn nè, con nắm cái này, con lít phải apply vô cho nó nhanh, khỏi gấp thả từ cái, hiểu không? Apply một cái bạc vô, nó vô một cái bịch vô hết rồi, thấy chưa? Có hiểu chưa?
và bây giờ con đã có một cái ghế đúng không? Quá chuẩn đúng không con? Bây giờ xuống đây nè nhìn nè, thì ta thấy cái ghế này nè, nó nằm ở dưới thì kéo lên mặt đất một cách tế nhị đúng không? Và con nhìn nè, con nhìn lít vô đây hãy chọn cái floor đúng không? Đây lít vô floor đó, nó có một cái sàn tuyệt vời. Và nó vô cái nôn nãy là cái ghế đúng không? Thì thầy double click vô đặt tên luôn, G1 là ghế 1 đúng không con? Con có thể nhấn control cứ bi tại đây luôn, nhấn control kéo xuống luôn, G11 kéo ra đây. Wow! Hai cái này nhấn control kéo xuống nữa, G12 tùm lum nè. Nói chung là con có một đống ghế rất là dễ thương. Hiểu không con? Đó, rất là cơ bản đúng không nè. Bây giờ con coi nè, render đối với 4D chỉ cần một động tác lướt cái mặt là ra liền. Đó, nó nhanh bà cố luôn. Hiểu không ta? Rồi đó, render rồi đó. Hiểu không? Lướt cái nó trở lại bình thường là thấy chưa? Đó, nó đơn giản như vậy. Có 4D có V-Ray không thầy? Có chứ. Có V-Ray, nếu con học giỏi thì thầy sẽ cài V-Ray dạy con luôn. Hiểu chưa? Tùy lớp à, đúng không? Bình thường, chuyện đó, V-Ray là chuyện bình thường, có gì đâu. Đúng nè, đấy. Này. Nhưng cố nhiên là chúng ta hạn chế cài vô tùm lum nha, hiểu không con? Chúng ta hạn chế nha, chứ không phải là cái gì muốn cài vô nó phá vinh lắm nha. Được chưa? Thì tương tự cái ghế con có vẽ cái bàn được không? Được. Cái bàn khác cái ghế chỗ nào? Không khác chỗ nào trên. Cái bàn là nó giống cái ghế, cũng có 4 chân xuống không? Nhưng nó khác kích thước thôi. Hiểu không ta? Rồi vậy là cái clip này thì dừng đây được chưa? Đúng không? Clip này dài 11 phút là đẹp rồi. Hiểu không con?